Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ở video trước với nội dung viêm tử cung trên heo nái, nguyên nhân và cách điều trị dứt điểm, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của chủ gia trại xung quanh vấn đề này. Nhiều nhất là các thắc mắc như: tôi rất hoang mang khi biết heo động dục cũng ra dịch, heo viêm tử cung cũng ra dịch. Hoặc là tôi thấy dịch viêm và dịch khi heo động dục gần giống nhau. Hoặc là có nhiều câu hỏi như là có nhiều lứa phối, tôi phối heo đậu ít quá, có phải tôi phối nhầm cho heo bị viêm tử cung hay không? Tôi thấy dịch ra nhiều lắm mà. Những câu hỏi trên thì bà con gặp rất nhiều và trong chăn nuôi, nếu mà chúng ta không phân biệt đúng thì sẽ đưa ra hậu quả xấu. Trường hợp đưa heo viêm vào phối thì khó đậu thai, giả sử có thai thì trong thời kỳ mang thai, tại vị trí viêm tử cung thì tạo ra chỗ dính giữa tử cung và nhau thai, làm cho bào thai phát triển không bình thường. Sau sinh thì có hiện tượng sót nhau và đẻ non. Đối với trường hợp đẻ con xong ra dịch, nhiều bà con tưởng là dịch heo viêm, điều trị dài, làm heo nái mất sữa. Nhiều bà con lại chủ quan nghĩ đấy là dịch bình thường sau sinh, không điều trị, làm viêm nặng hơn, gây mất sữa cho heo mẹ, tiêu chảy trên heo con và có thể hỏng luôn đàn heo con. Vậy để giải quyết vấn đề hóc búa này thì sau đây Dr. Vet mời bà con đi tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất là phân biệt sự khác nhau giữa dịch viêm của tử cung và dịch tiết bình thường trên heo nái. Bà con chú ý là trong dịch tiết ra bình thường có dịch tiết ra sau khi heo nái sinh và dịch tiết ra khi heo nái lên giống. Vậy dịch của hai trường hợp này khác nhau với dịch viêm tử cung ở chỗ nào? Thứ nhất là phân biệt về dịch viêm và dịch heo nái lên giống. Ở những video trước thì Dr. Vet có hướng dẫn bà con về nhận biết heo nái lên giống. Và trong thời kỳ động dục khi heo tiết ra dịch, dựa vào dịch này thì chúng ta có thời gian phối phù hợp để đạt năng suất sinh sản cao. Ngoài ra thì dựa vào dịch tiết ra mà chúng ta có thể phân biệt dịch viêm và dịch lên giống. Thời gian là trước và sau khi 5 ngày phối xuất hiện dịch trong, không màu, không mùi, tức là heo bình thường. Còn đối với heo viêm sẽ xuất hiện dịch màu trắng đục hoặc là màu vàng, có mùi, không có độ keo dính, khi miết tay chúng ta cảm thấy có độ mủn. Và dịch xuất hiện trong quá trình mang thai cũng là biểu hiện của heo nái bị viêm. Thứ hai là đối với heo nái sau khi sinh sẽ xuất hiện dịch. Thời gian xuất hiện dịch từ 1 đến 4 ngày, dịch trong và ít dần là bình thường. Từ 5 ngày mà vẫn xuất hiện dịch thì đó là dịch viêm. Trường hợp dịch sau sinh nhiều, màu trắng đục, vàng hoặc màu hồng, có mùi hôi, tanh là dịch viêm. Như vậy, heo nái đã bị viêm tử cung. Đặc biệt, một trường hợp nữa sau sinh mà bà con có thể gặp phải đó là trường hợp sót nhau. Những biểu hiện sót nhau sau khi sinh mà bà con cần chú ý để nhận biết là mép âm hộ có dịch màu hồng chảy ra. Giai đoạn sau, dịch viêm chảy ra nhiều, có màu đen lẫn máu, mùi tanh hôi lẫn các lợn cợn nhỏ của nhau bị phân hủy. Nái bứt rứt không yên, dặn nhiều, có thể không cho heo con bú, mệt mỏi, ăn uống kém, sốt cao từ 41 đến 42 độ C. Như vậy, dựa vào thời gian, màu sắc, mùi, lượng dịch tiết ra mà bước đầu bà con có thể phân biệt được heo bị viêm tử cung. Tiếp theo, khi đã biết heo nái nhà mình bị viêm tử cung rồi thì bà con cần biết một số thông tin để có hướng điều trị để không ảnh hưởng đến kinh tế và năng suất sinh sản của heo nái. Đối với heo nái bị viêm tử cung thì có thể xảy ra ở dạng cấp tính và dạng mãn tính. Nếu không điều trị tích cực ở dạng cấp tính thì bệnh sẽ chuyển sang thể mãn tính. Nếu ở dạng mãn tính thì heo khó có khả năng thụ thai. Thứ hai là các dạng dịch viêm khác nhau khi heo nái mắc bệnh viêm tử cung. Theo tính chất viêm thì có thể chia thành viêm tử cung dạng tiết nhầy, viêm mủ, viêm màng giả, viêm hỗn hợp hoặc là viêm hoại tử. Có hai dạng viêm thường hay gặp nhất hiện nay đó là viêm dạng tiết nhầy và viêm dạng mủ. Đối với viêm dạng tiết nhầy là thể viêm nhẹ xuất hiện sau khi sinh 12 đến 24 giờ. Ngoài ra thì còn có thể xảy ra trên heo nái hậu bị chưa phối lần nào. Chủ yếu là do nhiễm khuẩn đường huyết hoặc có thể là do nhiễm khuẩn từ bên ngoài môi trường, từ nước uống vào hoặc có thể là viêm lan tỏa từ bàng quang lên. Khi heo bị viêm tử cung dạng tiết nhầy thì heo có biểu hiện là sốt nhẹ, niêm mạc tử cung bị viêm nhẹ, dịch nhờn ở tử cung tiết ra, lỏng, trong, lợn cợn, đục hoặc có mùi hôi tanh. Trường hợp này thì bà con chưa cần thuộc rửa kháng sinh nhưng vẫn cần điều trị tích cực. Dạng 2 là dạng mủ, dạng này là dạng nặng. Dr. Vet hướng dẫn bà con cần bơm thuộc rửa thêm một số sản phẩm kháng sinh. Một số sản phẩm kháng sinh có thành phần như oxytetracycline hoặc là sản phẩm limosin 100. Dạng này thì thường xảy ra 6 ngày sau đẻ, cũng có thể là viêm dạng tiết nhầy kế phát. Đây là thể viêm nặng, số lượng vi sinh vật nhiễm vào tử cung nhiều. Dạng viêm mủ làm cho heo sốt từ 40 đến 41 độ C, khát nước, kém ăn, nằm nhiều, tiểu ít, nước tiểu vàng, phân có màng nhầy, mệt mỏi.
Đối với nái sau sinh, dạng viêm mủ sẽ làm cho heo nái ít cho con bú hay đẻ con, sữa giảm hoặc cho ngừng hẳn, heo con tiêu chảy, còi cọc, chết dần. Dạng viêm thì sẽ tích dịch lại trong xoang tử cung. Heo nái có thể chết ở những con quá yếu hoặc nếu chữa không khỏi thì không thể tiếp tục giữ làm giống. Trong dạng viêm mủ cũng chia làm hai thể là viêm dạng mủ ở thể cấp tính. Đối với dạng này thì âm hộ chảy ra dịch có mủ, trắng, đặc, đục, màu vàng, đục, sền sệt, mùi tanh hôi. Nặng hơn là khi viêm ăn sâu vào cơ tử cung, tổn thương mao mạch quản làm gây chảy máu, dịch tiết ra pha máu, gọi là viêm dạng mủ lẫn máu. Đối với viêm dạng mủ ở thể mãn tính thì âm hộ thường chảy dịch nhầy, lẫn mủ vàng hoặc trắng trong thời kỳ động dục. Trường hợp không điều trị khỏi sau sinh sẽ kéo dài trong thời gian nuôi con. Thường thì dịch chảy ra thành bãi ở sàn, có màu trắng, trong một số trường hợp mủ đóng thành vảy khô ở mép âm hộ. Những con heo này dễ bị rối loạn chu kỳ sinh dục dẫn đến vô sinh hoặc khả năng phục hồi sau sinh sản rất khó, hậu quả gây phối nhiều lần không chữa. Như vậy, Dr. Vet đã hướng dẫn bà con về phân biệt dịch lên giống, dịch viêm đối với nái trong thời kỳ lên giống, dịch viêm sau đẻ. Và để phòng và điều trị viêm tử cung trên heo nái, nếu bà con nào chưa rõ thì có thể xem lại video viêm tử cung trên heo nái, nguyên nhân và cách điều trị dứt điểm. Rất mong các video của Dr. Vet sẽ giúp cho bà con có nhiều kiến thức trong chăn nuôi, hạn chế được các bệnh xảy ra để có năng suất sinh sản của trại mình được tốt. Và một lần nữa, Dr. Vet chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!